So kè bốn nàng thơ màn ảnh Việt, Quyền Ân nỗ lực thoát bắt em gái Trấn Thành. Dù anh Thành luôn theo dõi tất cả những sản phẩm mà em đóng, anh Thành luôn dành cho em những cái lời khen và lời động viên, nhưng mà anh chưa bao giờ có sự tin tưởng cho em. Cực phẩm con lai, em Ma Lê tỏa sáng ở vai phản diện. Điện ảnh Việt đã chứng kiến không ít màn trình diễn tuyệt vời của các mỹ nhân Gen Z. Họ giống như làn gió mới thổi vào làng giải trí với nét diễn tự nhiên, cùng điểm qua những gương mặt trẻ hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ ngay nhé. Quyền Ân, cái tên được nhắc đến nhiều nhất đầu năm 2023 không ai khác ngoài Quyền Ân. Gương mặt trẻ đã gây bão sau phần thể hiện tuyệt vời ở tác phẩm điện ảnh Nhà Bà Nữ. Phải công nhận rằng thành công của phim đã đưa tên tuổi Quyền Ân lên một tầm cao mới. Dù còn vướng phải một số ồn ào xoay quanh việc đóng chính trong một dự án do anh trai Trấn Thành làm đạo diễn, nhưng khán giả cũng không thể phủ nhận năng khiếu diễn xuất của Quyền Ân. Trước khi đến với Nhà Bà Nữ, Quyền Ân đã tham gia trong nhiều phim như Đôi Mắt Âm Dương, Mẹ Ác Ma Cha Thiên Sứ và web drama Bố Già. Tuy chỉ là vai phụ nhưng sự xuất hiện của cô nàng cũng góp phần tạo nên thành công cho các tác phẩm này. Trước đây có thể nhan sắc Quyền Ân không được đánh giá cao cho lắm, nhưng giờ thì đã khác. Cô nàng có thể được xếp vào hàng mỹ nhân sau khi đã giảm tận 12 kg. Nỗ lực để lên hình cho đẹp, có thể thấy em gái Trấn Thành đã quyết tâm đến nhường nào trong vai trò diễn viên. Em Ma Lê, nếu ba mỹ nhân trên thuộc trường phái chính diện thì em Ma Lê lại lọt vào team phản diện với khí chất cực sang chảnh đấy. Vai diễn Lucy Huệ của em Ma Lê trong phim Chị Em 2 thực sự rất ấn tượng. Có thể nói, nhân vật này thực sự khiến khán giả thích thú bởi những câu nói xéo sắc, cạnh khóe sâu cay. Tìm hiểu profile của cô nàng, khán giả mới ngỡ ngàng nhận ra em Ma Lê từng xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Tuyết Nhiệt Đới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng khi mới 3 tuổi. Sau đó, cô tham gia vào series phim Mẹ Ác Ma, Cha Thiên Sứ với nét diễn tự nhiên. Đến phim Chị Em 2, khả năng diễn xuất của em Ma Lê đã có sự tiến bộ rõ rệt. Điều này được thể hiện qua cách nhấn nhá câu chữ, lời thoại đến biểu cảm trên gương mặt hay trong ánh mắt của cô nàng. Có bố là người Tây Ban Nha, mẹ là diễn viên Lê Hóa, nên không khó hiểu khi em Ma Lê hội tụ đầy đủ yếu tố về vi rùa. Điều này rất phù hợp để cô nàng theo đuổi nghệ thuật. Rima Thanh Vi. Năm 2022 đúng là cột mốc đáng nhớ của Rima Thanh Vi ở vai trò diễn viên. Cô đã có hai vai diễn đắt giá trong phim 10 và Thanh Sói. Việc xuất hiện liên tục ở hai tác phẩm điện ảnh được đầu tư lớn đã giúp Thanh Vi nhanh chóng chinh phục khán giả bởi những thước phim chất lượng. Thậm chí, cô nàng còn được coi là một đả nữ thế hệ mới kế thừa Ngô Thanh Vân nữa đấy. Nhan sắc của Thanh Vi cũng rất nổi bật, phù hợp với màn ảnh rộng. Ngoại hình cuốn hút, diễn xuất tự nhiên và thần thái đỉnh cao chính là nền móng giúp Thanh Vi nhanh chóng tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật. Thảo Tâm. Nhắc tới Thảo Tâm, chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ vai cô Hồng trong Mắt Biếc đã tạo ấn tượng với khán giả. Tuy không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nhưng những gì Thảo Tâm đã thể hiện trên màn ảnh quả thực rất tuyệt vời. Nét diễn ngọt ngào của cô nàng đã tạo dấu ấn cá nhân sâu đậm. Được biết trong năm 2023, Thảo Tâm dự kiến sẽ trở lại trong hai dự án phim Mặt Nạ Fanti và Móng Vuốt. Nữ diễn viên trẻ được kỳ vọng sẽ có bước đột phá nổi bật thông qua hai vai diễn quan trọng này để khẳng định tên tuổi và thương hiệu trong lĩnh vực điện ảnh. Bạn biết không, mỹ nhân sinh năm 2000 không chỉ có tài năng diễn xuất mà còn sở hữu thành tích học tập rất đáng ngưỡng mộ nữa đấy. Cô nàng là gương mặt quen thuộc trong các chương trình tiếng Anh của VTV. Thảo Tâm định hướng trở thành người hoạt động kết hợp giữa giải trí và giáo dục, một mục tiêu không phải mỹ nhân nào trong showbiz cũng có thể nhắm tới. Bạn thấy đấy, thế hệ Gen Z với sự đa dạng trong cách xây dựng hình tượng đã đem đến cho màn ảnh Việt các nàng thơ tươi trẻ. Họ hứa hẹn sẽ là những cái tên sẽ bùng nổ trong nhiều dự án thú vị và chất lượng. Follow Đào Showbiz để cùng đào sâu mọi vấn đề nóng hổi ở showbiz nhé.